Quý vị và các bạn đang xem một đoạn phim màu hiếm có về Việt Nam năm 1945. Đoạn phim này được nhà làm phim người Hà Lan Michael Krok đăng tải trên tài khoản cá nhân của mình vào năm 2015. Ông cho biết đã thực hiện video này trong chuyến đi tìm hiểu cuộc sống và ký sự tại Đông Dương năm 1945 với chiếc máy ảnh Kodak. Đây cũng là món quà mà ông được nhận khi tròn 16 tuổi. Và thước phim quý vị đang xem được ông ghi lại khi ông mới 16 tuổi. Quang cảnh đang xem chính là quảng trường phía trước nhà thờ Đức Bà. Nơi tác giả Michael Krok đứng để quay đoạn phim này chính là giao lộ đường Đồng Khởi và đường Nguyễn Du ngày nay. Có thể thấy kiến trúc nơi đây được gìn giữ và không có thay đổi nhiều. Còn đây chính là khách sạn Continental Palace, một trong những khách sạn trang trọng và lâu đời nhất còn tồn tại cho đến ngày nay. Khách sạn được xây dựng khoảng năm 1878, nằm ngay góc đường Catinat, ngày nay là số 132 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1. Kiến trúc nơi đây cũng được gìn giữ và không có thay đổi nhiều. Đây chính là nhà hát thành phố, một trong những di sản lâu đời tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây còn được biết đến với cái tên Sài Gòn Opera House, là một nhà hát có mặt tiền đường hướng ra công trường Lam Sơn và đường Tự Do, nay là đường Đồng Khởi, quận 1. Nhà hát được khánh thành năm 1900, nằm đối diện khách sạn Continental Palace. Michael Krok sinh ngày 27 tháng 5 năm 1929. Ông từng là một nhiếp ảnh gia, nhà quay phim và nhà làm phim nghiệp dư người Hà Lan, nổi tiếng với những bức ảnh miêu tả cuộc sống hậu Thế chiến thứ hai ở Viễn Đông, đặc biệt là Hồng Kông, Nhật Bản và Đông Dương. Quang cảnh quý vị đang xem được cho là khu vực phía trước chợ Bến Thành, ghi lại cảnh hối hả tất bật của Sài Gòn năm 1945. Có thể thấy phương tiện di chuyển phổ biến khi ấy là xe đạp, xe ngựa và xe kéo tay. Nón lá truyền thống cũng được sử dụng nhiều, kết hợp với áo dài hay trang phục tối màu khác. Những địa danh xuất hiện trong đoạn phim quý giá này gồm Sài Gòn Chợ Lớn, Đà Lạt, Quy Nhơn và Huế. Quang cảnh mua bán chuối của những tiểu thương tại một bến sông được cho là thuộc khu vực Chợ Lớn và những cảnh tấp nập khác quanh khu vực Chợ Lớn năm 1945. Rời Sài Gòn Chợ Lớn, mời quý vị và các bạn cùng nhà làm phim người Hà Lan Michael Krok đi đến những vùng khác của Việt Nam năm 1945. Trong đoạn phim này có tiêu đề Khám phá vùng phụ cận Sài Gòn vào năm 1945. Cạnh những đàn hữu hoang dã sống ngay gần các xóm làng, Michael Krok chú thích thêm trên bài viết của ông như sau: một chuyến đi bằng xe gắn máy ngay sau cuộc chiến tranh Thái Bình Dương năm 1945 tới thành phố Đà Lạt, một thành phố nằm trên vùng cao nguyên và kinh thành Huế. Quý vị và các bạn thân mến, khi xem đoạn phim này, nhiều người sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh thác nước tuyệt đẹp ở Đà Lạt. Được biết, Michael Krok là người sưu tầm những thước phim về lịch sử, văn hóa từ khắp nơi trên thế giới. Các đoạn phim của ông được phát sóng tại Hồng Kông và Hà Lan bởi nhiều đài truyền hình khác nhau. Có những địa điểm trong đoạn phim ta dễ dàng nhận ra là ở đâu, nhưng cũng có những địa điểm ta không thể nhận ra chính xác là ở đâu. Có thể do chất lượng của đoạn phim không rõ nét, một phần vì có thể do sự biến thiên của lịch sử, cảnh vật thay đổi nên khó nhận ra. Nếu quý vị và các bạn có thể nhận ra những nơi nào trong video này, xin hãy bình luận để mọi người cùng biết thêm nhé.